Dạ, Thanh Vân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là lâu rồi Vân không có đi nhấp cá lóc bằng vịt con ở trên ruộng rau nhút này. Đây là cánh đồng rau nhút khổng lồ luôn, ba bên bốn phía đều trồng rau hết. Tình cờ là em của mình đi cắt rau rồi Vân cũng đi ra đây vớt bèo nữa nè. May mắn sao mà nhìn thấy bầy gồng gồng nhỏ xíu hà, ngon lành lắm. Nếu như lần này Vân nhấp may mắn có dính thì chỉ bắt một con giống như những lần trước. Cả nhà có nhìn thấy không? Đen thui à, khói đèn đó, gọi là khói đèn. Ở bên kia thì ông anh cũng đang cắt rau, bên đó thì bà chị cũng cắt rau nữa kìa. Cá ở trong đây thì ít có ai đánh bắt được lắm, trừ khi là phát hiện may mắn lâu lâu có một hai bầy gồng gồng. Giăng lưới cũng không được, bèo với rau không cả nhà ơi. Bây giờ bắt đầu nha, cùng nhấp với Vân nha. Ai yếu tim thì chỉ đứng ngoài xem thôi, đừng có đi nhấp với Vân nha. Ôi, quá trời luôn, cả nhà nhìn thấy không? Đang quạo đó. Quá trời đã luôn trời. Hú, hú hồn. Yếu tim. Cú táp thần thánh thiệt chứ. U là trời. Là trời ơi, ôi, cái chuyện gì vậy? Ôi. Trời, nghe một cái bực luôn á. Ui, quá trời ơi. Ôi, đứt một cái lưỡi luôn rồi. Bốn lưỡi luôn mà còn có được ba lưỡi à. Nó táp ở ngoài đó kìa.
những cái cú táp thần đánh không à, trời sao vậy ta, gớt một cái lưỡi rồi nghe cả nhà, còn ba lưỡi thôi, cái lưỡi có miếng ốc á, nãy mình gắn hai miếng ốc lận. Nhẹ nhẹ thôi, có khi có những con cá nó ăn ngầm. Quá nắng. Trời ơi, rạch trời. Mới vừa để xuống nó ăn ngầm. Ôi trời mưa rồi. Trời mưa nắng nha. Dân chuẩn bị cái nón nào, quá trời nắng quá mới đi về lấy cái nón. Chứ những cái cú tát đi vào lòng đất lớn hơn nữa. Trời mưa nên giục nón luôn. Táp mấy cái hú hồn gớt tim luôn, bây giờ nó bị nhát luôn rồi. Cả nhà còn nhớ là lần trước dân nhắc cá lóc ở cái quận Cao Nhút này mà chạy nghe, trời mưa vừa chạy vừa nói nha cả nhà, mà cũng là cái chú cá lóc khủng không. Dân cũng nhào hốt giống như chiếc này vậy đó, giữa quận Cao Nhút xanh mướt bao la mà cái bờ nhỏ nữa, sau những cú táp thần thánh thì thế là mình đã nắm em đó trong tay rồi, kêu vô mưa rồi, gán à, gán làm cho xong. May mắn bèo không là mấy chị em đi ra đây cắt rau nè, em mình phát hiện được chứ không có may là không có nhìn được đâu, bèo với rau như vậy khó nhìn lắm. Ủa con cá lóc cầm nặng tay cỡ 1 kg mấy đó cả nhà ơi, đúng là cả khủng thiệt chứ. Ý trời ơi, từ từ nó quẩy.